VIB và MSB có phù hợp tích sản không? Thì AZFIN cho rằng nó rất phù hợp với tích sản, với cái việc chúng ta sẽ mua dưới cái vùng định giá hợp lý của nó. Và khi đến cái vùng giá gọi là cao hơn so với định giá khoảng 10% thì có thể bán ra. Và thực tế là cổ phiếu VIB trong cái quá trình đưa vào tích sản ở cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính cùng AZFIN Việt Nam thì đã có một lần được chốt lời vào đầu năm 2022 rồi. Đã có một lần chốt lời rồi và bây giờ vẫn đang ở vùng giá có thể tích sản. Và MSB thì sắp tới cũng có thể được AZFIN Việt Nam bổ sung vào cái danh mục tích sản sau. Đó, thì nó phù hợp, chúng tôi cho rằng nó phù hợp.